Chào mọi người, video lần trước thì mình đã hướng dẫn mọi người cách làm món môn phơi khô ngâm nước làm lũn môn để cho ốc biêu ăn rồi nhá. Thì video ngày hôm nay mình đã chuẩn bị hai thanh môn rất to. Hôm nay chúng ta sẽ sử dụng phương pháp thứ hai, đó là cách làm lũn bằng cách bí hơi nhá. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho mọi người cái cách làm để mọi người có cái thêm một cái phương pháp làm tiếp gặp cái trường hợp thời tiết không thuận lợi để mà chúng ta phơi không khô nhá. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành sẽ cắt nhỏ hai cái thanh môn này ra, mình bỏ vào cái túi bóng này. Đây, mình đã chuẩn bị một bao bóng này, bao này có chiều rộng là 30 phân và chiều dài là 50 phân. Hôm nay mình sẽ làm hạn chế ít vậy thôi, còn nếu các bạn mà nuôi nhiều thì chúng ta sẽ tiến hành làm nhiều hơn. Có thể là các bạn sử dụng những cái chum vải lớn hơn hoặc là những cái bao tải kín bí hơi, sau đó chúng ta sẽ phơi ở cái nơi có nhiệt độ cao hoặc là phơi ngoài nắng để cho môn này nó thoát ra hơi nước, sau đó là sử dụng cái hơi nước đó làm bí hơi ngưng nhiệt lên và làm cho môn nó lụn ra. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành là ngâm nước và bỏ vào ốc cho ốc ăn nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện nhá. Bây giờ mình sẽ dùng dao cắt nhỏ hai thanh ra nhá. Đây, mình sẽ cắt tầm cỡ 20 phân đi. Đây. 20 phân và 15 phân nhá. Đấy, chúng ta nó phải vừa cái túi bao bóng của mình nhá. Nhưng mà 30 phân thì chúng ta chỉ cắt tầm cỡ 25 phân đến 20 phân trở lại thôi. Đó, ta sẽ tiến hành bỏ vào đây. Cách làm này thì là các bạn làm lúc trời mưa các bạn có thể thực hiện nhá. Với cái cách làm này thì các bạn có thể thực hiện vào lúc cái thời tiết nó không nắng nhá. Chúng ta cũng tiến hành là ủ lụn được cái môn này ra. Đấy. Sẽ bỏ vào đây. Đây cắt tiếp. Phương pháp này làm thì khá là đơn giản nhá. Mình đã sử dụng rất nhiều lúc mà thời tiết không thuận lợi để cho chúng ta phơi. Thời gian để mà chúng ta ủ lụn cái môn này, thời gian này sẽ ngắn hơn so với chúng ta phơi nhá. Cách làm này nó đơn giản hơn. Chúng ta chỉ phơi ủ lụn, phơi lụn trong vòng cỡ 3 ngày đến 5 ngày là nhiều rồi. Gặp thời tiết nắng nóng thì có thể là 3 ngày là chúng ta có thể là ủ lụn rồi nhé. Đây, sẽ bỏ vào. Đó, và chúng ta sẽ trói nó lại nhé. Thế nào các bạn có thể nó căng cái hơi này lên này. Đó, thì chúng ta sẽ tiến hành mang ra ngoài ánh sáng chúng ta phơi nhé. Nếu thời tiết mà không nắng thì chúng ta vẫn cứ phải phơi ở ngoài ánh sáng nhé. Còn nếu thời tiết nắng thì chúng ta đặt nơi nào có ánh nắng là được. Đấy, chúng ta sẽ làm cho cái nhiệt độ ở trong này nó tăng lên và sau đó nó sẽ bốc những cái hơi nước này ra. Sau đó là ánh nắng sẽ rọi vào đây làm cho nhiệt độ tăng lên và làm lụn cái môn này ra. Ta sẽ đợi 3 ngày nữa xem sao nhé. Như vậy là mình đã thực hiện xong cái quy trình là chúng ta làm đóng kín vào đây rồi nhá. Bây giờ vẫn là cái nơi quen thuộc mình hay phơi thôi. Bây giờ mình sẽ phơi ở đây và 3 ngày sau chúng ta sẽ xem cái môn này nó sẽ như thế nào nhá.